Xin chào tất cả cô chú anh chị Hoa Lan trên toàn quốc nha. Hôm nay nhà vườn em lại có rất là nhiều những mặt hàng mới cho các bác sưu tầm. Đầu tiên em lên đây một giò đùi gà tròn các bác nhé, của anh em người dân bản người ta thuần đây. Đấy, thuần trên cục gỗ lũa. Cục này thì khá là chắc nha các bác nhé, thuần rất lâu năm rồi, các bác nhìn cái mặt sau của nó là biết đây. Dễ cực nhiều luôn ạ. Đấy, dễ chi chít như này. Thì bên trên nó là đùi gà tròn, còn bên dưới là có một tí một núm núm của cái thằng hạc vĩ. Đấy, đây là hàng đùi gà của Lai Châu nha các bác nhá. Thân tơ và thân hoa còn rất nhiều đây, những cái thân hoa đây. Đấy, thân hoa, rất nhiều thân hoa và thân tơ lên cực nhiều đây nha các bác nhá. Một giò như thế này, hàng đã thuần rất lâu năm như này trên củ cô lũa, quá đẹp đấy ạ. Mã số 20 250.000. 250.000 các bác nhá. Đây là giò đùi gà tròn thuần trên gỗ lũa. Đấy, 250.000 đồng. Tiếp theo có một cái siêu phẩm đùi gà, cái này là kiều mỡ gà các bác nhé. Kiều mỡ gà thân này rất là dài luôn, thân dài được cả 2 này, 4 này, 6 này, 80 sen. Thì hiện tại cái giò dề, đây nguyên một dề nhé, được một nụ này, hai nụ này, hai nụ, ba nụ này, và đây một nụ nữa là bốn nụ này. Đấy, nguyên một dề này hiện tại đang được 4 nụ. Đấy, nguyên bản nhé các bác nhé, cục này là cục nguyên bản ạ, nguyên bản anh em người dân người ta chặt ở rừng về đây. Đấy, mã số 22 có giá là 450.000. 450.000 kiểu mỡ gà nhé các bác nhé, nguyên một dề kiểu mỡ gà như này, 450.000 kiểu mỡ gà. Tiếp đến em lên một cái giò thập hoa, thì cái chậu thập hoa này nó lẫn một dề thập hoa trắng và mũi hồng đây nha các bác nhé. Đây, đây lẫn một cây một dề, đây là nguyên một dề của nó đây, cái dề của nó là góc này nha các bác nhé, một dề nó đây. Đấy, cả cái thân đây vẫn còn một cái thân hoa nữa của nó đây này, ở cái dề này. Đấy, hoa trắng tinh và mũi hồng nha các bác nhá, rất đẹp ạ. Hoa trắng mũi hồng cực đẹp, cực xinh luôn. Đấy, nguyên một giò như thế này, cả hàng mũi trắng mũi hồng lẫn cả hàng thường đấy. Mã số 16 300.000 đồng. Mã số 16 300.000 đồng nha các bác nhá. 300.000 đồng thập hoa, chậu thập hoa. Cây mũi trắng là cây năm cánh trắng ấy, rất là đẹp các bác nhá, mũi hồng cực đẹp luôn ạ. Tiếp theo lên một cái giò hạc đỉnh hoa màu hoa vàng nhá các bác nhá. Đây là hạc đỉnh hoa vàng. Thì giò này đang có 1 2 3 thân tơ này. Thì 3 thân tơ này năm nay sẽ cho các bác 3 cần hoa nhá các bác nhá. Sẽ cho 3 cần hoa. Mã số 03 có giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng mã số 03. Đây là hạc đỉnh vàng. Tiếp đến em lên một cái giò đuôi cáo. Giò này gồm có 3 cây cáo trồng trên cái chậu nhựa phi 14 như thế này. Thì đây, này phát hiện ra cây này thì hoa rất là tím các bác nhá. Đây, nhìn các bác nhìn cái nụ là biết hoa đang nở ở đây cực tím như này. Đấy. Hôm nay bán cho các bác mã số 32 có giá là 300.000 đồng, cho các bác sưu tầm được một cái mặt hoa cực tím như này. Đấy, 300.000 đồng thôi. Đấy, bán để em lấy tiền mua giống khác về để cho các bác sưu tầm nhá. Tiếp theo lên một cái giò châu lai mới Vanda. Đấy, cái dòng châu lai Vanda. Lá thì nó cũng mỏng như kiểu lá của Vanda thôi, nhưng mà hoa của nó là Lai Châu nha các bác nhé. Hoa hồng gấm rất là đẹp ạ. Mã số 05 có giá là 300.000 đồng. Và cây này là cây một mẹ đây, và được hai con nhé. Một mẹ hai con đây. Đấy, hai con và một mẹ hồng gấm nha các bác nhé. Mã số 05 có giá là 300.000 đồng. 300.000 đồng. Đấy, em đã trồng ở trong một cái chậu gỗ nhãn phi 25 như này cho các bác rồi. 300.000 mã 05. Tiếp theo một giò Vanda. Vanda, giò này Vanda hoa xanh nha các bác nha, blue ấy. Mã số 14, giò này có giá là 250.000, cây một mẹ và một con nha các bác nhá. Một mẹ một con như này, cây mẹ con. Đấy, 250.000 mã số 14 Vanda xanh. Tiếp theo em lên một cái giò hạc đỉnh lâu nha các bác nha. Hạc đỉnh lâu thì giò này được 1 mầm, 2 mầm, 3, 4, 5, 6. Hiện đang có 6 cái mầm này. Đấy, 6 mầm thì đến cuối năm sẽ được 6 cần hoa nha các bác nha. Mã số 15 có giá là 200.000 đồng. 200.000 đồng hạc đỉnh lâu. Đấy, mã số 15, 200.000 hạc đỉnh lâu. Tiếp đến em lên một cái giò sóc. Giò sóc này gồm có 1, 2, 3, 4 cây này các bác nhé. 4 cây sóc đẹp như này. Đấy, trồng thuần cũng được gần 3 năm nay rồi. Mã số 28, giò này có giá là 200.000 đồng.
28 200.000 đồng, sóc trồng thuần trên chậu nhựa phi 14 nha. 28 200 về thì các bác cứ thế nhấc ra xong rồi đặt vào trong một cái chậu gỗ nào cho đẹp đẹp tí là ok thôi. 28 200.000 đồng. Mà các bác nào mà không muốn làm thì cứ bảo em trực tiếp, em sẽ làm luôn cho các bác thay cho các cái chậu. Nhà em chỉ có chậu gỗ nhãn phi 25, giá là 50.000 một cái rồi em thay hộ cho các bác rồi nhé. Mã số 17, đây là một giò đùi gà tròn của Lai Châu, trồng thuần trên một cái đĩa dớn như thế này, cực kỳ nhiều thân tơ này các bác nhé. Mã số 17 250.000 đồng, 250.000 đồng. Mã số 17 đùi gà tròn cực nhiều thân tơ luôn ạ. Tiếp theo một giò crack cookie như thế này, trồng trên một cũng chậu gỗ nhãn phi 25, chậu này chậu bí nhá. Đấy. Mã số 27 giò này có giá là 400.000 đồng, cookie nhá, crack cookie 400.000 ạ. Đấy, hai cây. Giò tiếp theo em lên một cái giò ngọc thạch ba màu như thế này, nó phải gọi là siêu mầm gốc luôn các bác nha. Chỗ này đếm ra chắc nó phải 30 cái mầm gốc là ít nha các bác nha, quá nhiều luôn ạ. Quá nhiều mầm gốc luôn, và cây đã ra rễ rất là đẹp, bám vào gỗ cực đẹp như này rồi đấy. Và trên em cũng đã bón phân luôn cho các bác rồi nha, trên cũng đã bón phân như này rồi. Mã số 18 có giá là 250.000, 250.000 ngọc thạch ba màu, siêu nhiều mầm gốc luôn ạ. Đấy, siêu nhiều mầm gốc, 250.000 mã số 18. Mã số 31 em lên đó là một cái giò dâu rồng nha các bác nhé, dâu rồng. Thì đây là nguyên một dề đấy, nó là hàng nguyên bản đấy, em chỉ có ghép thêm vào cái cục gỗ này cho các bác để các bác treo lên rồi cho nó dễ thôi. Đấy, nó là cái hàng nguyên bản. Mã số 31 250.000 nha các bác nhé, 250.000 dâu rồng. Rất là nhiều cây ạ. Đấy. Và cây rất dài đẹp nha các bác nhé. Cái dòng này thì thực ra nó chỉ chơi cây thôi chứ nó chẳng có hoa đâu, để đẹp cây như này thôi. 31 250.000. Giò tiếp theo lên với các này là một giò sơn thủy tiên họng đen như này. Đấy, sơn thủy tiên họng đen. Đấy, trước thì lúc tách ra thì nhỡ tay làm cái dao cắt một phát thì em đã bóc cái đoạn đấy này ra rồi. Nó đã khỏi hết rồi, không có việc gì đây nha các bác nhá. Cây vẫn phát triển bình thường đây và dễ cực đẹp rồi. Dễ thì bám rồi, em đã bón phân bón các kiểu đây rồi. Đấy, do này tổng các thân có lá được 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân lá như thế này. Mã số 19 có giá là 350.000 thôi, 6 thân lá cả mầm tơ nhé. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 350.000 mã số 19 sơn thủy tiên họng đen. Các bác yên tâm em bảo họng đen nhé. Tại vì năm nay nó cũng đã nở hoa rồi, cũng cần hoa năm nay đây. Đấy, và nhà em cũng đã đánh dấu những cái nào nó nở hoa đen thì nhà em đánh dấu hết. Cho nên là các bác yên tâm mình sẽ không nhầm được đâu ạ. Năm ngoái thì còn nhầm nhọt một tí, chứ còn năm nay thì không để nhầm được nữa. Tiếp theo em lên một giò hồng nhạn nhé các bác nhé, hồng nhạn. Hai cây to vật vã luôn nha các bác nhé. Đấy. Hàng thì đã thuần 4 năm nay rồi, cái bộ rễ đây, dài 1,5 mét bộ rễ này nhé. Bộ rễ cực dài luôn ạ. Đấy, cực dài. Giò này số lượng cây nó chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây thôi các bác nhé, 6 cây thôi. Đấy, như hàng thuần lâu năm thì các bác biết rồi đấy, em video nào em nói đi nói lại là hàng thuần lâu năm bao giờ giá của nó cũng cao hơn, ăn nhau ở cái bộ rễ này. Đấy. Hoa thì cũng chả chơi một năm cũng chỉ chơi được hoa cũng chỉ được tầm khoảng 15-20 ngày, chủ yếu chơi thân lá mới rễ là chính. Mã số 23 500.000 đồng nhé, 500.000 đồng hồng nhạn. Rất chi là lưng lưu cái bộ rễ ở đây các bạn. Đây, tiếp theo lên một cái giò đen rô xuân. Đấy, hoa màu tím nha các bác nhá, hoa tím và họng cũng tím. Đấy, rất nhiều mầm như này các bác nhá, rất nhiều mầm, giò này cực nhiều mầm luôn. Thân thì đây có thân lên rất to rồi. Thân này thân dài nhất được 40 cm rồi. Một giò như thế này, mã số 327 có giá 200.000 đồng thôi. Có 200.000 đồng, mã số 327 Enzo Xuân 200.000 đồng. Tiếp theo một giò hoàng phi hạc, một giò hoàng phi hạc nha các bác nha. Mầm gốc của nó đang lên thêm đây, lên thêm nhiều đây các bác nha. Mầm gốc mới non đang lên thêm nhiều nữa. Đấy, và những cái cây mà đang dài, dài tầm khoảng 2, 4, 60 cm mà vẫn đang mở lá đi mầm các bác, mình mở độ mở ngọn đây. Đấy, cuối năm nó phải tầm khoảng 1 mét
hơn mét. Mã số 314 có giá là 250.000 đồng, cũng trồng trên một cái chậu gỗ nhãn phi 25, chậu này chậu bí. Mã số 314 250.000 vàng phi hạt nhé. Tiếp theo em lên đó là một cái giò nhạn 4N như thế này, gồm có hai cây, trồng trên một cái chậu nhựa phi 30 như này. Mã số 24 giò này có giá là 350.000 đồng, 350.000 hai cây nhạn 4N này nhá. Đẹp luôn ạ. Đấy, mã 24 350.000 nhạn 4N. Ơi, thằng này là thằng trầm cổ nha các bác nhá. Trầm cổ. Có phải gọi là siêu mầm gốc luôn, mầm gốc cực nhiều luôn các bác nhá. Mầm gốc rất nhiều luôn như này. Đấy. Một giò như thế này mã số 310 có giá là 350.000 đồng. 350.000 ạ. Đấy, 350.000 để em đếm mầm cho các bác xem nhá. 1 2 này, 3 4 này, 5 này. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 mầm. Được 16 cái mầm gốc nha các bác nhá. Thì sẽ cho các bác 16 thân hoa, thì năm ngoái thân hoa của nó đã dài được 50cm như thế này rồi, thì năm nay nó phải dài được 6-70cm là chuyện bình thường nha các bác nhá. Đấy, và hoa cực tím cực thơm luôn. 310 có giá là 350.000, thằng trầm cổ này thơm hơn thằng trầm rồng đỏ nha các bác nhá. Trầm cổ thơm hơn ạ. Tiếp theo ôm lên một cái giò long tu đá xìn hồ hoa tím như thế này. Hoa tím long tu đá xìn hồ. Nhiều mầm gốc như này các bác nhá, nhiều mầm như thế này. Mã số 25 có giá là 200.000 ạ. 200.000 đồng mã số 25. Đấy, 25 200.000 đồng. Long tu đá xìn hồ nha các bác nhá, long tu đá xìn hồ. Tiếp đến em lên một giò hạt vĩ của Lai Châu mã số 307. 307 giò này cũng có giá là 200.000 đồng thôi. Rất nhiều mầm ạ. Rất nhiều mầm. Đây. Mầm non này, mầm non cho hoa, sẽ mầm này là mầm cho hoa của năm tới đây các bác nhá. Đấy, khá nhiều nha các bác nhá. Giò như này mã số 307 200.000 đồng. 200.000 đồng hạt vĩ. Tiếp theo một giò hoàng thảo ken. Một giò hoàng thảo ken, giò này gồm có 4 thân hoa như thế này. Đấy, thân dài nhất nó cũng phải được 30cm rồi, còn sàn sàn nó phải 20-25 phân rồi nha các bác nhá. Mã số 64 giò này có giá là 380.000 đồng. 380.000 nhé, 4 thân hoa như này. Về thì bắt đầu là cây nó đang bắt đầu ra rễ rồi, về các bác có thể thay chậu rồi các bác nhá. Các bác nhấc ra, các bác ngâm nước một lúc xong nhấc ra, xong rồi cho vào trong một chậu khác, rồi các bác pha cho em một cái phi san, ít phi san nhé, 1cc rồi một ít nước, rồi tưới thật đẫm vào để nó sát khuẩn, để cho nó có như cái lúc các bác nhấc ra thì dễ nó bị sứt sát, thì phun cái đấy vào thì nó sẽ không bị thối nhé. 64 350.000 đồng. Tiếp đến là một giò bạch ngọc đuôi công. Giò này đẹp phết này, tò mã số 26. Mã số 26 giò bạch ngọc đuôi công này to như thế này, có giá là 300.000 đồng nhé các bác nhé. 300.000 đồng bạch ngọc đuôi công, một giò rất là to, 300.000 đồng mã số 26 bạch ngọc đuôi công, 26 300.000 đồng. Tiếp theo là một cái giò trúc ngọc, một trong những cái dòng lan mà cực hoa cực kỳ thơm luôn, dễ ra bám vào cái giới này rất đẹp rồi các bạn, bám rất nhiều rồi. Cái mầm non này các bác nhìn cái mầm non của nó đây, rất là nhiều nha các bác nhé. Còn thân hoa, thân chưa ra hoa rồi, còn vẫn còn rất là nhiều, thân chưa ra hoa còn rất nhiều trên này như này. Đấy, rất nhiều thân. Và đây là em còn bó rồi nha, về các bác bây giờ nó thuần hẳn rồi, em chỉ bó cho gọn, về các bác cứ để xòe ra. Đấy, một giò như thế này 200.000 đồng rồi, mã số 256. Và giữ các bác là nếu mà nó không thơm thì các bác cứ trả lại em. Nó bị không biết phải tả cái độ thơm của nó như nào nữa, thơm dã man luôn đấy. Tiếp theo em lên đây là một cái giò đùi gà chớp nha các bác nhá. Đùi gà chớp thì nó là cái thằng của thằng đùi gà thôi, nó đột biến của đùi gà ra đấy, đột biến của thằng đùi gà dẹt nhá. Và hoa chớp cực đẹp luôn ạ. Giò này gồm có 1 2 3 4 thân này, 5 thân lá này, đấy, 6 thân lá này. Giò này có giá là 350.000, mã số 33. Cái này được gồm có 2 kỳ nhưng mà toàn kỳ 52 hết nha các bác nhá. Đây 1 kỳ đây và 2 kỳ đây. Đấy, kỳ 52 53 đấy, cái này kỳ 53 đấy.
Đấy, 33 có giá là 350.000. Thì năm nay bộ rễ của nó khỏe rồi thì cây ngọn này của nó sẽ đi rất là dài và nó sẽ đẻ nhiều nha các bác nhá. Bộ rễ đã khỏe rồi thì một năm nó đẻ 2-3 lần. Mã số 33 350.000. Tiếp theo là một giò hoàng thảo kèn Lai Châu đây, gồm 1 mầm, 2 mầm, 3 mầm, 4 mầm, 5 mầm, 6 mầm, 7 mầm, 8 mầm. Chỉ có hai cái mầm ngắn ngắn này thôi, còn đâu toàn mầm dài nhá. Đấy, mầm dài. Hai mầm ngắn và những cái mầm dài thì ngắn nhất là được 20 cm, còn đâu là toàn tầm 30 cm hết đây. Mầm dài. Được 5 cái mầm dài, 6 mầm dài. Đấy, còn hai mầm ngắn thôi. Và đây là nó là nguyên một rề nhá các bác nhá. Nguyên một rề thì bao giờ nó ra hoa nó cũng nở cùng một lúc luôn thì hoa rất là đẹp. Mã 30 600.000 đồng bằng thảo kèn. Do tiếp theo một chậu mỡ gà của Lâm Đồng nha các bác nhá, mỡ gà Lâm Đồng. Đây, được nhiều thân như thế này. Đấy, về cho các bác sưu tầm làm giống mò hoa. Mã số 29 có giá là 250.000, kiểu mỡ gà Lâm Đồng nhá, có 250.000 ạ. 250.000. Kiểu mỡ gà Lâm Đồng. Mã số 29 250.000. Mã số 21, đây là một giò năm cánh trắng Phú Thọ, gồm có hai thân hoa, hai cái mầm gốc. Hai mầm gốc thì được dài nhất được 40 cm, còn cái này tầm 30 cm. Thân hoa được 2 này, 4 này, được hơn 50 cm nha các bác nhá. Nụ đang chi rất là nhiều nụ bên trên đây. Đấy, dòng cây của nhà em thì em không kích tiếc gì các bác nhá, nó ra hoa tự nhiên thôi. Đấy. Những cái dòng mà người ta kích thì thường nó ra hoa từ gốc lên tận ngọn này, thì nhưng mà thường hoa kích thì bao giờ nó cũng suy cái mầm gốc, để các bác nhìn cái mầm gốc nó sướng này mà. 21 250.000 đồng. 250.000 bán rẻ đi cho các bác sưu tầm. Tiếp theo mã số 331, đây là một cái giò hoàng thảo vôi nhé, có giá là 200.000 đồng thôi. 331 200.000 đồng hoàng thảo vôi, rất nhiều mầm ấy, mầm gốc rất nhiều nhé. 200.000 đồng mã số 331 hoàng thảo vôi. Tiếp theo một giò đùi gà tròn đây, trồng thuần trên một cái củ gỗ như thế này. Đấy, còn 3 năm nay rồi, cây rất là khỏe. Đây, cái cây này dài 6-70 phân, 2-4-6, đấy, 70 phân nha các bác nhé. Những mầm hoa đây. Đấy, giò này có giá là 500.000 đồng, mã số 321, 321, 500.000 đồng. Ui, gà tròn, các bác nhìn cái thân của nó to như ngón tay cái này các bác. Đấy, 500.000 đồng, mã số 5, mã số 321. Tiếp theo một giò trầm rồng đỏ, trầm rồng đỏ trồng trên một cái chậu gỗ phi 25 này, mã số 319, giò này có giá là 400.000 đồng. 400.000 đồng mã số 319 nhá. 319 400.000. Trầm rồng đỏ. Trầm rồng đỏ 400. Đây là giò ý ngọc, giò ý ngọc nhưng mà nó chắc nó lẫn một hai rề của ngọc thạch ba màu thôi đây. Đây là hoa của thằng ngọc thạch ba màu đây, nó lở trái vụ thôi, còn lác đác lại được chắc một vài bông thôi. Đấy, ý ngọc. Mã số 176 150.000. 176 150.000 ý ngọc. Giò kiều tím nha các bác nhá, kiều tím thì hai bông này đã tàn rồi, thì bông hai bông này thì hôm trước em quay video rồi các bác xem rồi, hoa của nó cũng rất là tím. Rất đẹp luôn nha các bác nhá. Nguyên một giò này trồng thuần trên cái đĩa giớn này, mã số 115 có giá là 350.000 đồng. 350.000 nha các bác nhá. Thôi hết hoa rồi, bán cho các bác 300.000 này về cho các bác làm giống. 300.000 mã số 115 kiều tím nha các bác nhá. Có cái dung là cái rề hoa tím đẹp đấy ạ. Đây, được hai bông của cái rề hoa tím rất đẹp. Tiếp đến em lên một giò quế trắng tháng 8 như này, gồm 1 2 3 4 5 6 7 cây. 7 cây quế trắng như này. Đấy, toàn cây xếp đẹp này các bác nhé, thuần cũng lâu rồi. Mã số 289 có giá là 450.000. 450.000 mã số 289. 289 450.000. Quế trắng tháng 8. 450.000 ạ. Tiếp đến em lên một giò thanh đạm bút chì như thế này, thanh đạm bút chì. Rất nhiều mầm hoa này nha, được 8 cái thân hoa. Mã số 321 có giá là 250.000. 321 250.000. Thanh đạm bút chì.
giò long tu xuân rất nhiều mầm này các bác nha. Đây mầm, những cái mầm tơ này của nó sẽ là thân hoa của nó cuối năm các bác nha. Hàng long tu xuân này là hàng hoa Tết, mã số 231 có giá là 200.000 đồng, 231 200.000 đồng long tu xuân, rất nhiều mầm ạ, rất nhiều mầm luôn, 200.000 đồng. Mã số 240, đây là một giò hạc vĩ thiên cung, cực kỳ nhiều mầm gốc luôn ạ, cực nhiều mầm gốc như này. Đấy, cũng có giá 200.000 đồng, mã số 240, 240 200.000 đồng, hạc vĩ thiên cung. Hai 239, đây là một giò nhạn 4N. Cây thì bắt đầu là ra rễ, thế ra rễ mới đẹp rồi đây. Có những cái rễ mới bắt đầu đang ra rồi các bác nhá. Đấy. Còn cái này thì em đã nhổ từ trong cốc ra nhưng mà cái em giữ được nguyên cái bộ rễ của nó không bị hỏng hóc tí nào đâu. Các bác nhìn để biết nó vẫn càng đẹp đẹp đây. Không việc gì nhá. Mã số 3239 650.000, gồm có 5 cây nhạn 4N. Đấy, 5 cây 239 650.000. Tiếp theo là một giò u lồi, một giò u lồi như này. Mã số 95 có giá là 450.000, giò này gồm có 15 cái mầm nha các bác nhé. 15 mầm 450.000. Mã số 95. 13 mầm chứ quên là bảo 15 mầm, 13 mầm, 13 mầm gốc như này. Đấy. 450.000, mã số 95. Giò cuối cùng em lên nó là giò thanh đạm Indo. Thanh đạm Indo, một giò to vật vã này các bác nhé. Mã số 36 có giá 500.000 đồng, 36 500.000 đồng. Đấy. Rồi anh chị em ai có nhu cầu mua hàng ấy thì liên hệ trực tiếp em với số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại của em đã kết nối Zalo rồi nhá. Rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.